Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan với Jomi 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để thêm cho mình nhé. Rồi thì chúng ta sẽ vẫn có cái sự kiện Pirata Party chiều qua chưa kịp chơi đây. Hôm nay ta vào chơi luôn. Xem thế nào nhá. À chà, chúng ta được dùng con ếch nhưng mà ếch này thì mình sở hữu rồi. Hiện tại nó level 4 rất là khỏe. Chúng ta có cả săn này, săn nhỏ, nấm nhỏ luôn. Ui, con này có thể là nhả ra cái săn cho chúng ta nhá, khi mà nó ăn zombie vào. Khá là dị. Ok, rồi đó, lên nào anh em ơi. Chúng ta sẽ cần một cái lớp phòng thủ trước như thế này. Úi dồi ôi, ăn hết luôn nha. Có lẽ mình không cần bon choi đâu. Phải nói vậy, không cần bón cho làm gì cả. Cái này khá là dễ dàng, level 4 nó còn nhả săn cho mình cơ. Đấy, cả một đống săn luôn kìa. Tẹt đi. Rồi có lẽ là thêm cái này. Tốc độ nhanh lên cái nhá. Nhưng mà này nó ăn hơi lâu anh em ạ. Có thể cảm giác như mà nó ăn hơi lâu. Có lẽ bỏ cái này đi này. Chúng ta sẽ đặt phía trên nó, đó chính là bón choi. Đấy. Trong khi con kia đang ăn thì con này nó sẽ đấm hộ cho cũng được. Rất là bá. Nó rất là bá luôn. Đấy. Ok. Vào đây nào. Các bạn trẻ vào hết đây, vào hết đây nào. Mình có rất là nhiều săn luôn anh em ạ, thoải mái đi. Nó cái con này nó có nhả ra săn cơ, nó dị ở chỗ đấy. Vào cái gì không vào được nha các bạn trẻ, bình tĩnh, không thể vào đâu. Nào, làm cái gì, làm gì, ăn hết, đớp hết luôn. Ếch chả nhái, cóc nhái các kiểu. Ui, đấm cho kìa, tí mặt luôn anh em ạ. Bây giờ thêm một cái lớp giáp gì đó phía trên này để đố vào luôn đấy. Không thể vào luôn. Ok. Nào ăn mọi nơi mọi chỗ. Vãi lúa thật. Ôi xong luôn anh em ạ. Ô con kia nó nuốt không, chưa kịp làm gì cả. Chưa kịp tiêu hóa mà đã xong rồi. Ở bên hay bên phải? Ơ không phải à? Nó ở bên trái. Ơ không phải. Lần này nó ở phía trên ạ. Hơi ngáo. Yeah. Cho kiếm thêm được khoảng 4.000 coin nữa. Ở trong này đập ra nào anh em, 4.000 coin luôn. Oh wow, 4.000 coin là chúng ta sẽ có tổng cộng, đó chính là bao nhiêu coin đây. Hiện tại là chúng ta đang có là khoảng 39.000 coin. Vãi lúa thật. Ok, tiền game khá là nhiều. Có lẽ đi mua ghế đi, dùng 100 game đi mua cây anh em ơi, nâng cấp cây lên đi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ dùng 100 game để nâng cấp cái cây của chúng ta. Cái customer khác nhá. Ấn vào đây, ấn vào đây luôn này. Rồi, và mua mình sẽ nâng cấp cho cái bowling em ạ. Đây, bowling cần phải lên level cao. 100 game của tôi. Chuối này, chuối sắp lên level 5 cơ. Ở Wokodai lên level 6 rồi. Bá đạo. Chúng ta có 244 mảnh nha. Cái mốc level 5 là không xa nữa rồi. Ok, level cao thì nó sẽ càng bonus gold bloom này. Level cao thì nó sẽ càng cho chúng ta đam to. Thế thôi, đơn giản thôi mà. Rồi, chúng ta xong được cái nhiệm vụ này. Epic quest các kiểu có là điều. Nào, bây giờ thì Strawburst sẽ có một cái quest. Mình sẽ chơi tạm một cái chút này. Đây sẽ là một cái quest của Strawburst ở zone nổ. Zone nổ sẽ được kết hợp với cái gì nhỉ? Mình cũng chưa biết sẽ dâu nổ. Đây chỉ là cái dâu nổ. Nó cho mình một cái dâu nổ đang nở, đang được trồng, dâu nổ con. Và nó sẽ phát triển thành dâu nổ lớn ngay bây giờ. Ok, rồi. Oh, Stalia ha, Hoa làm chậm, khá hay. Được đấy. Ok. Cái này thì nó sẽ nhanh thôi, không vấn đề gì cả. Đứng đây đấy, cho nó ăn cái này đã. Thì sao, tốc độ nhanh lên nào. Này, mày á. Vào đây được không? Được đâu. Mình sẽ có làm chậm ở đây. Trồng hai chỗ này nó cũng chưa có cây. Thật sự là chưa có cây. Nó ăn khá là nhanh nhá. Đấy. Nó vẫn chưa lên. Bong. Chết luôn anh em ạ. Ok. Chết rồi. Cán anh em ơi, cán nó ra đã. Này. Ui ôi.
Ui, bắn đi đâu vậy? Slow lại, slow lại, slow lại anh em ơi. Cho nổ một cái này. Cho nổ một cái đi đã, tính sau. Ui, không chết à? Đây rồi, đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi, cái này cũng có thể nổ được. Cái này nhỏ thì có thể nổ được cái nhỏ. Rồi, ok boy. Lên, vỡ mặt luôn. Yes. Slow lại, slow lại, slow lại, slow lại, slow lại, slow lại. Slow lại nhanh. Đấy, ok. Ok boy. Ok boy, lên nào. Thích thì chiến nào. Thích thì chiến thôi anh em. Sao phải xoắn nhỉ? Này. Slow 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 lại chậm quá, hơi chậm rồi, hơi chậm rồi, hơi chậm rồi, hơi chậm rồi anh em. Chết 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 chết. Ok ok ok. Cái này chưa kịp luôn, cái này chưa kịp. Bé tí, ô bé tí cũng vẫn nổ rồi anh em ạ. Wow wow wow. Wow wow. Đoang. Toang luôn. Củ hành. Củ này, củ hành, hành tây, củ hành tây tốc độ slow. Ơ, vẫn còn bên dưới còn này. Vãi lúa thật, quên mất. Đùa. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây, cho thêm một cái slow nữa nha. Các bạn trẻ. Cái đang đang nở, cái này mất thời gian quá. Cái này kết hợp với cái slow là tuyệt vời. Này, này này, chết đi. Quên mất hai con ở bên này anh em ạ. Vẫn còn một đống dâu này. Dâu nổ, óc chó và Salia, cây làm chậm, cây Stunion, củ hành tây. Hành tây có 3 lá đây. Khá đẹp. Rồi chúng ta sẽ tập trung vào trong Battle Z đây anh em. Battle Z thôi. Có lẽ sẽ Battle Z. Hiện tại không biết đang đứng thứ mấy đây. Hy vọng là đứng ở một cái vị trí cao cao một chút nhờ. Xem nào. Chúng ta sẽ Modern Day. Đây là cái màn Modern Day Battle Z đây anh em. Nhìn chung là phải tiêu diệt cái con boss đấy. Wow, 62 rồi. Thằng kia đánh tởm vãi. Thật sự rất tởm luôn. Mắc tởm. Chơi sao? Chơi sao đây? Trông dị. Ok, thì chúng ta sẽ vẫn cần phải vài chiến thắng thôi. Đây, mình đã có cái chiến thuật ở từ hôm qua rồi. Nó khỏe, cái chiến này khá là khỏe. Một số anh em bảo khi nào rút lui thì dùng cái này. Hay mình thay cái này đi, thay cái này bằng một cái cây đam to đi. Để vụt nó cho nó khỏe anh em, được không? Có lẽ được, cái này này. Cái wasabi này xong rồi vụt nó từ xa cũng được anh em ạ. Cũng ý cũng hay. Rồi, ấn Let Rock là quả đấy là vỡ mồm. Đây ok. Có cần dâu nổ nhỉ? Dâu nổ đắt quá anh em ạ. Mình muốn định trồng thêm dâu nổ nhưng mà thôi. Nhưng chắc nó đắt quá rồi. Nó sẽ tạo ra được rất là nhiều bom đấy. Nhưng có lẽ như không hiệu quả lắm đâu. Ăn mộ thật ra thì cũng không quá hiệu quả lắm trong cái trường hợp như thế này cả. Bình thường thôi. Đây như thế này. Như thế này. Như thế này này. Kín luôn cái hàng phía trên á. Hàng sau này thì không cần, không quá cần thiết này. Đấy như thế này. Rồi đã xong, bây giờ 3 cây ở chỗ này. Vì nó xuất hiện ở đâu cái là mình bật cái con wasabi luôn anh em ạ. Xong luôn, let's rock nào. Chiến thôi anh em. Ok, nhìn trông khá đẹp nhờ, đội hình khá đẹp. Mấy người ta tốc độ lên nhưng mà sợ là mình không theo kịp mất thôi. Sợ là chúng ta không theo kịp cái đấy. Ok. Đấy. Wasabi chúng ta hoàn toàn có thể cho lên được rồi. Rồi, 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 ở đây có một cái này. Ở đây có một con này anh em. Nào, vụt vụt nó xuống, vụt nó xuống, vụt nó xuống, vụt nó xuống. Đúng rồi, chính xác rồi. Ok. Chúng ta chỉ cần khoảng 3 hàng đây thôi mà. Không cần quá nhiều đâu. Ồ, 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 3 hàng rồi anh em ơi. Cho nó nổ nào anh em. Cho nó nổ nào. Cho nó nổ nào anh em. Chúng ta cần, tôi đang cần vụt rất là nhiều. Ôi, 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 ôi. Không nổ à? Trên không nổ à? Trên này không nổ à? Trên nổ đi. Này này thì nổ đi này. Xong luôn rồi anh em. Chúng ta cần thêm khoảng 5 hàng thôi. Thế này, cái này là đủ rồi anh em ạ. Bây giờ là sụp cái này thôi anh em. Nó chết không nhỉ? Nó chết không ta? Chết rồi đấy, chết rồi đấy. Bây giờ đã chết rồi đấy. Wasabi của chúng ta rất tốt. Vụt con kia chết luôn kìa. Hay chưa? Hay ho. Tuyệt vời. Và có thêm à? Có thêm à? Có thêm ạ. À? Rồi lấy thêm cái này nữa này. Đợi nó xuất hiện cái là chúng ta sẽ đặt cái này luôn. Từ từ từ, cái này không được rồi. Đặt bỏ cái này ra. Dựng lại.
Chạy đi đâu hả cưng? Dừng lại. Ôi cái hơi ấy sao ấy nhỉ? Hơi cùi bắp rồi. Vãi lúa rồi. Lên nào game ơi. Ui rồi. Lên nào, cho nổ hết đi á. Cái này có điểm ở đây anh em ơi. Từ từ nha. Rồi, hạ được hai con rồi nha. Chưa cần dùng vội, wasabi rất tuyệt. Phải nói rất là tuyệt luôn. Ok. Vào nổ hết đây đi. Nó còn 6 cái thì hơi nhiều quá nhỉ. Có lẽ hơi nhiều. Có nên dùng không ta? Đây rồi, nó phía dưới nha anh em. Bây giờ nó lại xuất hiện phía dưới này. Wasabi sẽ ở phía dưới luôn. Ở bất kỳ chỗ nào nó tới. Phải nói như vậy, cho nó xuống này. Con lợn nhựa này. Mày phải chết. Lên nào. Ôi. Hơi khó chịu một chút nha. Thôi làm sao đây? Bây giờ làm sao đánh cái này đây? Hết plan food rồi. Mày chạy đâu? Hết plan food rồi anh em ạ. Không còn plan food rồi. Nó chạy rồi. Ui, nó đi đường nó cán luôn cái con wasabi của mình em ạ. Cho được 1.700.000 với chiến thuật sử dụng wasabi. Nhìn trông khá là buồn cười nhỉ. Rồi đó, chúng ta kiếm thêm được 5 mảnh của dâu nổ đây này. Strawbus 1.700.000, 1.700.000 điểm mới dùng chiến thuật này. Nó cũng như nhau mà, nó không khác gì nhau với chỗ này đâu. Nó sẽ có thêm cây kia thôi. Bây giờ có lẽ là ta sẽ sử dụng thêm chiến thuật mới nhỉ. Liệu rằng có thôi miên được cái con ấy không? Con zombie kia không? Liệu rằng ta có thôi miên con này không ta? Nó không ăn. Vấn đề nó không ăn mấy cái con zombie ấy. Thế nó không thể nào mà điều khiển được đâu. Mình đã tính điều khiển nó cái nhưng mà có lẽ là hơi khó nhỉ. Hơi khó. Lava Wuva hoặc là... Đúng rồi. Mình sẽ cho cái squat. Không được. Bỏ cây này đi này. Lấy squat anh em ạ. Đấy. Không cần cái ăn mộ đâu nhỉ. Theo mình nghĩ như thế. Nhưng mà nó sẽ bị bỏ lỡ mất hai cái plan food ở đây. Khá là phí phạm. Tốc độ lên nào, cho nhanh. Đợi lâu quá. Rồi ok. Nó sẽ xuất hiện ở đâu đây anh em? Mình còn chưa biết nó sẽ xuất hiện ở đâu rồi. Ok, đây rồi. Thấy rồi. Thấy rồi anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi anh em. Đúng rồi, ok, giật nó lại được. Nó sẽ bị ăn giật anh em ạ. Đấy, đơn giản nhưng mà cái kia mình cũng hết luôn rồi. Không còn nữa rồi, cho nó nổ đấy anh em, lên. Đâu rồi. Liên tục đang đánh chỗ này đây anh em. Lên. Này, giật nó lại. Không cho nó có thể là tự do được rồi, mình có thêm một con. Mình đã giết được một con. Chúng ta đã giết được thêm một con. Ok. Vào nổ đi. Vào nổ hết đây. Nhưng ta hết thiếu plan food nha. Vấn đề là chúng ta sẽ thiếu plan food khá là nhiều. Nào, được không? Không sao, không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ để như thế này. Đơn giản thôi mà. Để như thế này luôn. Ok. Đó, chúng ta có cái plan food rồi. Plan food này. Đây thì plan food này. Kêu cái gì mà kêu em? Kêu đi đâu? Chạy đi đâu hả cưng? Dậm nó. Nó có dậm không? Sao để đây không dậm à? Thế nào, tại sao không dậm ta? Đây. Cho nó ăn plan food này anh em ơi. Không được. Đâu rồi. Ok. Không được rồi anh em ơi, nó chạy mất rồi. Chết, không được. Con kia không ăn thua luôn, bị giết ghê quá nhờ. Chúng ta vẫn hơn 800.000. Ok, thôi rồi. Cái này thì không vấn đề gì. Hiện tại là không vấn đề gì cả. Nào. Wasabi rồi. Wasabi. Nó vẫn kịp tạo ra cái con kia anh em ạ. Khó chịu nhỉ. Nào,
con. Ôi trời, nó chết luôn, giết được con kia rồi anh em ơi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ui dồi ôi, tôi xong rồi. Hơi chậm, trận này hơi chậm. Các bác hơi chậm rồi. Có thêm mấy không? Cái này sắp hồi này anh em. Nó vẫn gọi ra một cái lũ đông quá. Ok, nó chạy rồi. Con boss lại chạy được rồi anh em. Thế nào nhờ? Cái quả bí đè này không ăn thua lắm. Cứ như nó không đè cái con boss thì phải. Nó đè mấy cái con zombie thường này này. Và chúng ta có trận thắng thứ 5 liên tiếp này. Chúng ta sẽ kiếm thêm được khoảng là 3.000 coin nữa ở đây. Cũng khá là hay nhờ. 76, hiện tại là mình đang vẫn đứng thứ 2. Vị trí thứ nhất của cái Gold Leech này sẽ là giá trị là 100, 210. Wow, Gold Leech sẽ là 210 anh em ơi. Và hoàn toàn nó có thể lên được cái Jader. Jader sẽ 270 game. Ui, sau một mùa thôi là chúng ta sẽ nâng cấp được cực kỳ là bá đấy. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.